vi thứ tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 của 12 con giáp với chủ đề Tuất vướng cảnh nợ nần. Xem tử vi thứ tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 của 12 con giáp cho thấy Mão vượng vận đào hoa, bạn được người thân, bạn bè giới thiệu cho vài đối tượng gặp gỡ. Tuổi Tý, tử vi hàng ngày 12 con giáp ngày 1 tháng 9 năm 2021 cho thấy vận trình công việc của Tý chỉ ở mức trung bình, bạn cần nâng cao hơn hiệu quả làm việc. Tình hình tài chính tạm ổn, bạn cần cẩn thận hơn khi cho vay mượn tiền bạc. Về tình cảm, những người độc thân còn dè dặt, bạn không dám bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thích. Con số may mắn số 8, số 12. Màu sắc may mắn màu tím, màu xanh. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Giờ tốt 14 giờ. Tuổi Sửu, tử vi hàng ngày cho thấy công việc của Sửu diễn ra khá suôn sẻ, những khó khăn trước đó đều được giải quyết triệt để. Tình hình tài chính tăng cao, con giáp này có thể có thêm khoản thu nhập bất ngờ. Chuyện tình cảm tươi sáng, Sửu có thể hóa giải những mâu thuẫn trước đó với người yêu. Con số may mắn số 15, số 19. Màu sắc may mắn màu đỏ, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Giờ tốt 10 giờ. Tuổi Dần, theo tử vi 12 con giáp ngày 1 tháng 9 năm 2021, Dần bị phân tâm khi làm việc, hiệu quả công việc không cao. Tình hình tài chính khá dư dả khi bạn có thể nhận được lương hoặc thu hồi được vốn, cùng chút ít lợi nhuận từ khoản đầu tư trước đó. Chuyện tình cảm tươi sáng, Dần không giấu giếm đối phương chuyện gì, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thắt chặt. Con số may mắn số 8, số 24. Màu sắc may mắn màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Tý. Giờ tốt 11 giờ. Tuổi Mão, công việc của Mão diễn ra tương đối ổn định, các rắc rối trước đó đều được giải quyết triệt để. Về tài chính, bạn có nhiều buổi hẹn hò đi chơi, vì vậy mà túi tiền của bạn sẽ hao hụt đi trông thấy. Về tình cảm, Mão vượng vận đào hoa, bạn có thể được người thân, bạn bè giới thiệu cho vài đối tượng gặp gỡ. Con số may mắn số 5, số 10. Màu sắc may mắn màu xanh, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dần. Giờ tốt 5 giờ. Tuổi Thìn, vận trình công việc của Thìn đi xuống, bạn sẽ lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, Thìn nên cố gắng tìm cách nâng cao thu nhập của mình. Về tình cảm, Thìn cảm thấy nửa kia quá khắt khe khiến bạn khó chịu. Con số may mắn số 11, số 22. Màu sắc may mắn màu tím, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu. Giờ tốt 7 giờ. Tuổi Tỵ, công việc của Tỵ diễn ra khá thuận lợi, bạn được cấp trên giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình. Tình hình tài chính ổn định, Tỵ có thể thoải mái mua sắm những gì bạn thích. Về tình cảm, những mâu thuẫn trước đó giữa các cặp đôi được hóa giải. Con số may mắn số 23, số 32. Màu sắc may mắn màu xanh, màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân. Giờ tốt 16 giờ. Tuổi Ngọ, công việc của Ngọ vô cùng hanh thông, bạn có mục tiêu để phấn đấu và tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Tình hình tài chính tăng cao, Ngọ có thể tích góp thêm được một khoản tiền. Về tình cảm, Ngọ luôn khao khát được yêu thương, bạn có thể gặp được chân ái của cuộc đời mình trong hôm nay. Con số may mắn số 6, số 9. Màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Dần. Giờ tốt 14 giờ. Tuổi Mùi, vận trình công việc chỉ ở mức trung bình, Mùi nên làm những việc nhẹ nhàng hơn. Tình hình tài chính ổn định, tuy nhiên Mùi nên cố gắng thắt chặt chi tiêu hơn nữa, cố gắng tích góp cho những dự định trong tương lai. Vận trình tình cảm ảm đạm, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Con số may mắn số 16, số 25.
màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, giờ tốt, 7 giờ. Tuổi Thân, tử vi ngày 1 tháng 9 năm 2021 cho thấy vận trình công việc của Thân tăng tiến, những vấn đề khó khăn được giải quyết triệt để. Tình hình tài chính vững sắc, thu nhập của Thân được cải thiện, bạn còn có thể nhận được quà bất ngờ. Về tình cảm, Thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay. Con số may mắn số 10, số 12, màu sắc may mắn màu cam, màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Mùi, giờ tốt 11 giờ. Tuổi Dậu, tử vi hàng ngày 12 con giáp. Dậu trở nên lười biếng, không muốn làm việc nên hiệu quả công việc chỉ ở mức trung bình. Về tài chính, Dậu có xu hướng tiêu xài hoang phí, bạn nên cẩn thận với cách chi tiêu của mình. Chuyện tình cảm tươi sáng, các mối quan hệ ngày càng gắn bó khăng khít hơn. Con số may mắn số 2, số 6, màu sắc may mắn màu hồng, màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Sửu, giờ tốt 9 giờ. Tuổi Tuất, công việc của tuổi Tuất diễn ra tương đối thuận lợi, bạn thích thử thách những nhiệm vụ mới. Tình hình tài chính eo hẹp, Tuất có thể rơi vào cảnh nợ nần. Vận trình tình cảm ảm đạm, các mối quan hệ yêu đương mất đi sự nồng nàn, không còn như thuở ban đầu. Con số may mắn số 16, số 29, màu sắc may mắn màu xanh lá. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mùi, giờ tốt 11 giờ. Tuổi Hợi, công việc của Hợi diễn ra rất tốt, hãy cho bản thân nhiều cơ hội để thử sức. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, bạn nên cẩn thận hơn khi cho người khác vay tiền. Vận trình tình cảm không có gì tiến triển, Hợi vẫn đang yêu thầm người ấy, không dám bày tỏ tình cảm với người bạn thích. Con số may mắn số 11, số 25, màu sắc may mắn màu cam, màu xanh. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tỵ, giờ tốt 8 giờ. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.